Phó Cơ Điều tên thật là Nguyễn Văn Điều hoặc là Nguyễn Hiền Điều là một vị quan thời nhà Nguyễn, sinh ra tại vùng đất Vĩnh Long. Tuy nhiên, tài liệu thì không ghi rõ ông sinh năm bao nhiêu, chỉ biết là ông mất vào năm 1834. Sinh thời, ông được triều đình phong cho chức vụ quyền quản cơ ngay tại quê nhà của mình. Chính vì lẽ đó cho nên ông được người đời gọi với cái tên thứ hai, đó là Phó Cơ Điều. Năm 1834, vì một bất ổn chính trị mà cộng đồng người Khmer ở vùng đất Kiên Giang á, xảy ra những cái mâu thuẫn với người Việt, triều đình liền đặc phái ông tới đây để ổn định tình hình. Sách lược sử Đình Vĩnh Hòa Hiệp cho biết, trong một lần cùng với các cộng sự của mình đi ngang qua giếng cây Trâm, ngày nay thuộc phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá. Quá mệt mỏi cho nên ông đã xuống giếng để uống nước, và cùng trong lúc đó thì quân đối phương cũng đã kéo tới rất là đông và tiêu diệt toàn bộ những người cộng sự của ông. Và khi mà từ dưới giếng trở lên á, trong tình cảnh thân cô thế cô, ông không muốn mình rơi vào tay địch cho nên đã tự đâm vào cổ mình tự sát. Nhóm nổi dậy liền cắt đầu của ông mang về treo tại ngã ba So Đũa. Và trong đêm á, thì có một người dân tên là Giang đã bí mật tới đây để lấy cắp đầu của ông Điều và lén lút mang về chôn kế bên đình Tà Niên, tức là đình Vĩnh Hòa Hiệp ngày nay. Và sau khi mà ông hy sinh á, thì ông được người đời tôn lên như là một vị thần hoàng làng, và đình thờ dành cho ông được mọc lên ở một số nơi. Đơn cử phải kể tới đình thờ ông Phó Cơ Điều tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Các bạn thấy video này hay thì cho mình một sub nha.